Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Vanilla 1.14. Trong tập trước, chúng ta đã có được một cái căn nhà ngụy trang giống như nhà của tụi dân làng, mà thực tế nơi đây sẽ chứa tất cả những cái túi mật. Và trong thời gian truyền hình trực tiếp, mình cũng đã tiến hành giải phóng mặt bằng ở phía trước căn nhà. Bây giờ ngôi nhà của mấy em dân làng đã được dọn ra rồi. Khu vực này sạch sẽ. Và chúng ta sẽ còn phải dọn chỗ này đi luôn. Dọn luôn. Chúng ta phải làm cho chỗ này nó bằng phẳng trở lại, để cho chúng ta có thể đi ra đi vô nó được dễ dàng. Ai mà để cái chỗ này cao đến như vậy được, làm sao đi ra đi vô được, đúng không? Và nhìn phía trước, dọn ra, còn mấy cục nữa thôi đập luôn. Tranh thủ đập xong rồi chúng ta đi ngủ. Cố gắng đập đi. Rồi đi ngủ, nhanh lên. Chỗ ngủ đâu? Chạy vô tìm chỗ ngủ và ngủ một cái. Sau khi ngủ dậy thì chúng ta hãy ra ngoài đó và lượm. Ủa, mình lượm lại hết chưa? Sao thấy hồi nãy nhiều lắm mà ta? Hả? Đây là cát. Chắc là lượm lại hết rồi. Tại thấy hơi kỳ kỳ chút xíu thôi. Và con đường này nó đã trống trải, đã có thể mở cửa đi vô trong nhà rồi. Ở đây thì mấy em dân làng không có làm mấy con đường. Và chúng ta nhìn coi. Đúng rồi, không có làm mấy con đường. Đường đi của tụi nó là không có sử dụng cái loại cái dạng đường đi bằng cỏ giống như là mấy cái ngôi làng khác. Và chúng ta qua kiểm tra coi ông này bán gì coi. Hello. Bán giật mình chưa? Và bán cũng không có thứ gì đặc biệt hết. Còn mắc nữa. Thường là không bán gì đặc biệt mà còn mắc nữa. Kiểu như chúng ta thấy ổng bán emerald, nhưng mà ổng sẽ có cái giá rất là đẹp, chứ mà chơi cái giá đó là mình không thể nào chịu nổi. Gặp ông đó là thấy là lúc nào cũng thể hiện sự bất mãn ở trên đó, tại vì ổng bán đâu có gì đâu xịn. Và đây là hai em dân làng được chuyển từ ngoài kia vô đây. Rồi tụi nó đang nhìn nhau hay nhìn gì vậy? Hả? Hai em đang nhìn gì vậy? Hai em đang nhìn xuống dưới hả? Hay là đang nhìn cái túi mực đây? Nghi lắm nha. Và chúng ta còn một chỗ này chưa có làm cho xong, cho nên mình sẽ sửa luôn. Chúng ta sẽ làm sao làm che được khu vực bên trên là đẹp nhất. Và để che nó thì mình nghĩ ta sẽ làm một cái cột. Và cái cột chúng ta hãy lấy đồ này ra. Rồi ta lấy cái cut senton. Đó, nó đó. Đây là smooth senton mà không phải. Chúng ta lấy senton stair đi. Và cái này, đây là cái cột đúng không? Khoan. Nếu mà cái cột thì cái cột nó phải có cái này trước. Hơi kỳ rồi đó nha. Thấy hơi kỳ rồi đó. Rồi khi mà chúng ta làm như vậy thì ta phải chặn ở trên đây. Rồi ta sử dụng cái phần half slab. Đây là smooth stone half slab và sand stone slab. Nhìn thấy nó kỳ kỳ rồi đó. Tại vì nếu mà không che lại nhìn nó kỳ nữa. Thôi để mình che lại theo kiểu khác đi. Kiểu này giờ mình chưa có ưng ý lắm rồi đó. Ê, mạnh tay quá. Bình tĩnh, đừng có mạnh tay như vậy. Và chỗ này mình dự định là chúng ta sẽ có một cái vòng cung đi lên. Thì cái vòng cung nó sẽ bắt đầu từ đây. Chúng ta bắt đầu ngay từ đây đi. Và trong đó hả? Mút senton để giúp chúng ta có thể gắn được. Và đặt lên. Ê, mút senton gắn lên phía trên, nhìn ở phía trên á. Rồi gắn senton slab vô. Đó. Làm như vậy thì mấy cái cửa sổ mới có thể sử dụng được, còn không là hết sử dụng luôn. Và ở đây chúng ta nên gắn thêm một cái nút. Tại cái nút này dư, không làm gì gắn thêm vô. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, mấy em dân làng này thoát ra. Thì chúng ta vẫn còn có cái phần nút để mở cửa đi ra đi vô được. Nói vậy thôi chứ nó không thoát ra được đâu. Dễ gì. Nếu mà thoát ra được là mình phiền lắm đó. Bây giờ ta sẽ cần phải trao chuốt chỗ này lại thêm một chút nữa, để chúng ta che toàn bộ chỗ này lại luôn. Ở đây nếu chúng ta đưa lên đường ô nữa thì càng tuyệt vời. Quá đẹp luôn á. Nhưng mà ở đây là không thể nào đưa lên được, cho nên ta đành phải sử dụng smooth thôi. Bang. Đó. Và như vậy chúng ta sẽ có chỗ này như vậy luôn.
Giờ nếu mà mình làm ra ngoài luôn thì sao? Chúng ta hãy đặt cái này lên. Và nó đi qua đây. Nó sẽ dừng lại tại đây. Và ta lấy smooth, smooth senton. Chúng ta kéo xuống. Che lại. Chủ yếu là che lại. Ấy, hết smooth senton rồi. Còn không? Đây là cut senton. Và smooth. Smooth còn nhiều lắm. Đây là những cái mà nó mịn. Và ta chỉ việc gắn lên thêm những cái senton stair thôi. Senton stair. Mình cần có cái stone cutter. Chúng ta để xuống, có anh chàng nào đổi nghề không? Có. Đây, đổi nghề liền. Nhưng mà chỉ vừa đủ sử dụng thôi, không có kịp đổi nghề luôn đâu nha. Ai cho cưng đổi nghề luôn? Ở đây là smooth mà. Lấy senton thông thường á. Chúng ta lấy cỡ 16 thôi. Một đi không trở lại. Và ta đóng cái này lên. Đập này ra chứ. Chỗ này là phải chính xác. Đập ra, đập ra. Và chính xác là như vậy. Rồi bên đó nữa. Bên đó. Wow. Bên đó phải thắp một cây đuốc lên bên trong. Bên này có chưa? Chưa có, thấy không? Coi chừng có nhện xuất hiện đó. Chỗ nhỏ vậy không có nhện đâu. Nhưng mà nếu nó cao là creeper hay là skeleton zombie gì đó có thể có. Wow. Khoan khoan khoan. Đi ra ngoài. Hơi hơi kỳ một chút xíu. Đó là một cây cột. Nó hơi kỳ một chút. Và nếu chúng ta đưa nó lên một ô thì ta sẽ không có làm được cái phần đường nước ở đây. Giờ nó thấp quá. Để đưa lên thêm một ô ta. Đưa lên một ô luôn. Chắc vậy đi. Để ta còn che được nữa chứ. Không che được sao chơi. Rồi thắp sáng phía trên. Và smooth đâu. Đây là senton slab. Chúng ta che lại. Không còn nước nhiễu toản toản. Và tới đây luôn. Rồi, mình thấy như vậy có bộ ok hơn. Cho nên chúng ta sẽ đổi qua vậy luôn. Chỗ này không có cần phải làm gì cao siêu lắm đâu. Tại vì ở đây cũng chỉ đứng treo mái là chính thôi. Rồi, mấy em này kêu hó hò hoài à. Ý, 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 ý. Ở ngoài đây là phải lên cái phần senton slab. Để trang trí liền. À. Chỗ này kỳ quá. Senton stair gì kỳ quá vậy. Nó được có phần nữa à. Thôi kệ, phía trên nó kết nối là được. Còn dưới đó nó chưa kết nối. Nhìn cũng kỳ kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy sắt. Sắt đâu? Còn dư sắt đâu rồi? Sắt đây, trong người cũng có sắt. Và ta sẽ cần phải có một cái mớ này. Chuyển thành những cái iron nugget. Và làm mấy cái lồng đèn, lantern. Chục cái hả? Thêm nữa đi. Chục cái. Và đây 23 cái. Mình sẽ lấy cái loại gỗ khác. Mình tính xài acacia. Ở đây có cây acacia. Đi lấy. Rồi ăn một cái. Ăn cái loại này nó không có được nhiều chút nào hết trơn hết á. Rất là ít luôn á. Bây giờ trước khi chúng ta đi thì sẵn đây ta ghé ngang chỗ này coi. Trong thời gian truyền hình trực tiếp mình phát hiện là nó có vài cái xe nó bị dừng lại. Cái xe bên dưới này chưa chắc là nó có nhiều đồ ở trong. Nhưng mà khi chúng ta đăng nhập lại á, đăng nhập từ đầu á, hay là từ nơi khác đi qua đây, nó rất là dễ khiến những cái xe này ngừng hoạt động. Chứ nó đâu có gì trống đâu, thấy không? Cho nên cách tốt nhất là chúng ta có hết tất cả những cái chỗ này đều là những cái phần power rail thì nó sẽ tốt nhất. Còn không có được power rail thì chúng ta sẽ phải làm hệ thống để tắt mở. Tắt mở cái gì? Tắt mở cái hệ thống bên kia kìa. Khi cần hoạt động thì nó... Ê, rồi, chết rồi. Mau chụp nó lại. À, được rồi, hên quá. Gì vậy? Kỳ vậy? Bởi vậy hôm bữa mình mới nói là chúng ta cần hệ thống tắt mở. Và hệ thống tắt mở thì chúng ta sẽ cần phải kích hoạt tại đây, chỗ này.
Gì đây, gì đây, gì đây? Ờ, thôi, 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 thôi. Đừng có quăng xuống nữa. Ở đây nó cứ bắn lên thôi, nó không có ngừng lại đâu. Tới khi nào ở trên kia không còn chỗ nữa thì nó mới ngừng lại. Nhưng mà ở trên kia mình có hệ thống hủy đồ, thì nó chạy lên tới chợ nó hủy mất tiêu rồi còn đâu nữa. Ui da, ui da, ai 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 da. Thiệt tình. Sao chúng ta mới có chút xíu công việc mà trời lại tối nữa rồi? Hả? Sao dạo này thời gian qua nhanh quá vậy? Hay ở tại sa mạc là nó vậy? Chúng ta chưa làm được gì nhiều hết trơn mà. Nó lại tối thui nữa rồi kìa, thấy không? Chúng ta vô chậm ta ngủ tiếp cái coi. Và sau khi ngủ dậy, chúng ta sẽ đi lượm lại mấy cây đốt hồi nãy mình đập ra. Ta hãy qua cái savanna này một cái. Cái chỗ đó chúng ta vô rồi. Mấy em chổng cũng không có cho gì nhiều hết trơn hết á. Chúng ta qua đây để lấy mấy cái cây gỗ acacia. Và acacia này mình có thể làm được những cái fence, những cái cửa hàng rào á, để chúng ta có chỗ mà treo mấy cái lantern lên. Chặt ra, chặt ra. Ui, còn thiếu chút xíu. Qua bên kia nữa. Té rồi. Bé bị té. Và chặt cái cây này ra. Bên này có cái sáp linh nào không? Có. Được 3 cái sáp linh. Thôi thì ta lấy rồi, ta trả lại cho người ta. Đây nè. Trả lại rồi nha. Cây này sau này nó lớn lên, nó sẽ trả lại. Và chúng ta có một cái sáp linh nữa kìa. Bên kia. Bên kia nó kết nối với cái cây bên đó thì nó sẽ chưa có bị rụng lá đâu. Chúng ta chặt ra luôn đi. Tiếng gì đó? Nghe như tiếng mèo. Đây có mèo nữa. Mèo sa mạc. Chắc là mấy con mèo của mấy em dân làng á, nó đi bụi bữa giờ. Mấy em dân làng này thả mèo đi bụi luôn mới ghê. Mà tính của con mèo là thích đi bụi mà. Chúng ta đi coi thử coi, nghe tiếng mèo rõ ràng luôn. Để nó đi sâu xuống dưới vậy ta? Hay là nó sợ mình quá? Chúng ta qua bển ngó cái coi. Ồ, có nấm kìa. Ở đây coi chừng sập hầm nha. Ôi, baby zombie, chạy, chạy. Nó có nón nữa. Nó mạnh lắm. Chúng ta chơi không lại nó đâu. Chạy thôi. Mau mau chạy. Rồi, quay về nhà, nhanh lên. Và nhìn từ phía trên này, cái nhà cũng đâu có thua gì nhà của mấy em dân làng đâu. Có phần hoành tráng hơn luôn á. Chúng ta vô trong nhà nào. Giờ mình đập này ra. Còn nghề không? Ôi chết rồi. Anh ấy vẫn giữ nghề. Bám trụ với nghề dữ vậy. Mất nghề giùm em đi anh Đại. Hả? Chưa có trao đổi gì hết trơn mà. À, em này mất nghề rồi, em kia thì chưa. Chắc chờ thời gian đi, em kia mất nghề luôn. Mình không muốn tụi nó có nghề như vậy. Và trong này mình biết là vẫn còn gỗ acacia. Tại vì hôm bữa mình có lấy mớ, hình như là bỏ bên dưới rồi. Đúng không? Nhìn lại lần nữa. À, bỏ bên dưới rồi. Chúng ta hãy làm một vài cái oak fence. Ê mà gì oak fence? Làm cái hàng rào. Đây là acacia fence chứ sao oak fence được. Fence. Hàng rào đâu? Hàng rào đây. Và ta cần có thêm gỗ. Chúng ta lấy 16 gỗ này đi. Chuyển làm mấy cái stick. Bùm. Đây là fence đâu. Loại acacia mới đẹp. 18 cái. Được rồi đó. Cắt bớt đi. Chúng ta sẽ treo những cái này lên. Treo lồng đèn. Và bên đây với bên đây. Gần quá. Nó hơi gần quá. Rồi. Chặt nó xuống. Gắn. Và gắn lồng đèn. Được rồi đó. Trong đó. Và ở chỗ này. Chúng ta gắn lồng đèn. Để thắp sáng lên. Còn ngay tại đây, ở trước cửa, đi vô là thấy hai cái lồng đèn liền. Đập vô mặt bằng hai cái lồng đèn. Và bên đây, chúng ta có thể treo lồng đèn lên. Ở những cái chỗ nó có cái khu vực trống trải như vậy. Và ở ngoài đây hả? Ở ngoài đây thật sự là hơi khó để chọn lựa. Ủa? À, hai bên này nó khác cái chiều dài.
cho nên chúng ta sẽ phải gắn lồng đèn ở chỗ nào? Bởi vì nó ra một số chẵn á, là nhiều khi gắn cái lồng đèn lên nó không có đẹp là vậy đó. Mà thôi gắn ở mặt tiền thôi, xung quanh khỏi gắn. Cái này là chê mấy chỗ xung quanh rồi, cho nên không gắn mấy chỗ xung quanh, gắn mặt tiền thôi. Vô là thấy hai cái lồng đèn treo hai bên, đi coi chừng đụng nha. Đụng sao nóng lắc nó cứng quá vậy hả? Thấy ghê chưa, lồng đèn cứng ngắc à. Đâu có sợ gì đâu, thấy không? Và chúng ta sẽ giữ lại một mớ này để dành xài làm chuyện khác. Bây giờ là thời khắc quan trọng để chúng ta chuẩn bị đào xuống dưới. Ở bên đây chúng ta sẽ phải đi qua thêm 1, 2, 3. Như vậy ta phải kéo đường dây xuống, kéo đường điện đi, nhưng không được dính vào trong đó. Nếu mà dính vào trong đó thì đổ nước tùm lum hết trơn, thành ra không được dính là như vậy. À, trong này còn chỗ không? Cất mấy cục này vô coi. Mấy này là mấy cái đồ mình sẽ cần phải xài tới, cho nên mình cất vô trong đây. Hết chỗ rồi hả? Thôi cho qua đây đỡ. Mình vừa dọn dẹp lại một cái để chúng ta chuẩn bị đi xuống. Và cái này đập ra. Cái này tạm thời để chỗ khác. Chúng ta cắm xuống đây một cái dead bush. Và qua bên đây đập này ra. Ôi khoan khoan, cẩn thận cẩn thận. Ở đây không có thắp đuốc là vậy đó. Bình tĩnh. Chúng ta sẽ cần thêm một cái bảng nữa để đào xuống phía bên dưới. Phải đào xuống trước đã rồi tính. Giờ đây là Brookside. Chuẩn bị nó luôn. Sao còn túi mực hoài vậy? Túi mực nè. Đập ra. Và gắn vô. Xong rồi đó. Mấy em dân làng cứ ở đó nha. Không có được đi đâu đâu đó. Mình làm vậy để mình có thể đi lên được. Và chúng ta sẽ đập ra ngay tại đây. Bắt đầu ngay tại đây. Ta đào ra hai ô. Và bên dưới đó, quên coi mất là cái tọa độ bao nhiêu. Xuống cái tầng bao nhiêu á. Có khi là chúng ta đi hơi bị xa đó nha. Giờ lắng nghe có tiếng nhâm thạch hay không. Đây là tầng 63. 63 thì chưa tới. Tại vì ở dưới đó là tầng 240, 40 cỡ đó. 47. 47 vẫn còn xa. Rồi tới chưa? 40. Đập qua coi thử. Thấy liền. Nhưng mà còn xuống nữa hả? Ủa gì ghê vậy? Ủa. Vẫn còn xuống nữa. Là sao? Xuống nữa. À, như vậy nó xuống tới 30 mấy. Đây là 33 rồi. Chắc 33. Ủa gì xuống ghê vậy? Ủa phải không vậy? Sao xuống ghê gớm vậy? Cái gì đi tới 33 luôn rồi mà chưa thấy được cái chỗ thấp nhất ở cái sâu sen nữa là sao? Không lẽ xuống tới tầng 20 luôn ta? Đây là 25 nè. Kiếm được kim cương luôn không? Thiếu chút xíu. À đây rồi. Thấy rồi. Chúng ta xuống vài tầng nữa là tới. Đây. Chắc cỡ này là vừa. Ừ, vẫn thiếu một chút. Nhưng mà chúng ta không có cần xuống thấp tới như vậy. Chúng ta chỉ cần biết là à, cái tầng nước nó tới đây đúng không? Thì ta sẽ lên trên một chút. Mình sẽ ở tầng 25. Cỡ 24, 25. Rồi, chúng ta đào qua thôi. Nhớ thắp sáng nha. Đào qua mà không thắp sáng là không được. Mình đào qua để mình né cái đường nước đi một cái. Rồi, mình đang ở đâu? Mình cũng hết biết mình đang ở đâu rồi. Ở đây. Chúng ta đào qua. Nhưng mà chúng ta đang ở đâu rồi? Đào qua là để mình tránh đường nước. Nhưng mà thôi, để chúng ta ra ngoài đây một cái đi. Ra ngoài đây. Chúng ta đi vòng qua. Chúng ta ốp miếng kiến để ta dễ biết được cái khu vực nào ta cần phải đi ngang qua. Rồi trong này nên lắp lại luôn. Ở đây mình sẽ kéo đường điện.
ta dẫn đường điện xuống để ta có thể tắt mở mấy cái xe. Chúng ta tới đây đào ngang thử rồi. Đi cao hơn rồi. Đập cái chúng ta rớt xuống đây. À ha. Như vậy là đường điện nó sẽ nằm ở ngay tại đây thôi. Ngay tầng này. Được rồi đó. Phải cho nó vô trực tiếp cái chỗ bên đây. Thì nó đi ngang tầng này, ngang bằng với đây qua đó là ổn. Và đi ngủ một cái. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tìm đường lên lại. Qua bển. Sau khi đã có được cái đường xuống đây rồi thì phải đào cái đường đi lên. Giờ đường nó sẽ đi ngang qua bên kia luôn. Ở đây nè. Chúng ta sẽ phải cho nó đi xuống đây. Đi ngang qua đây. Đó. Đường điện nó sẽ nằm ở chỗ này. Đây rồi. Đường điện nó sẽ được dẫn xuống đây. Ở đây chúng ta phải dẫn điện theo chiều từ trên xuống. Chạy qua đây, vòng qua đây, xuống đây, vô đây. Rồi bắt đầu đào này ra thôi. Không khó khăn gì. Giờ thắp sáng ở đầu này một cái, đầu kia một cái. Và như mình nói nãy giờ, cái vị trí mà chúng ta cần kích hoạt đường điện nó sẽ nằm ở phía bên kia. Đó, cái cục ở đó. Bây giờ ta chạy qua bên kia. Đi theo con đường này luôn đi. Ta chạy qua bển để kích hoạt. Đập bể tùm lum hết. Giờ ở đây nếu mà chúng ta muốn kích hoạt cái cục đó thì nó sẽ phải nằm ở phía trên này. Còn không, nó sẽ phải đi đường vòng quẹo vô một cái. Nó kích hoạt vô đây. Tại vì chỗ này á, bên dưới là cái redstone torch. Nếu chúng ta khóa trên này lại thì chỗ đó nó không chạy. Giờ mình sẽ cần phải lên trển nè. Giờ quay về thì đi bằng con đường chuyển đồ. Nó đâu, canh nha. Chúng ta đi sát về bên đây. Có đường đi ra. Đó, làm ba ô có đường đi ra là vậy đó. Rồi lên trên này. Ta sẽ cần phải lấy redstone. Redstone torch, redstone repeater. Lấy thêm mà đó. Comparator, không cần. Có cái lever này hay không? Có một cái lever. Rồi chúng ta cũng sẽ cần phải có một mớ đá cụi. Đây. Ê, không phải đá cụi. Chúng ta cần cái này chứ. Đá cụi lấy chi nhiều. Không cần nhiều đá cụi đâu. Nhưng mà sẽ cần có thật nhiều redstone. Chuyển hết luôn đi. Tiết kiệm gì. Redstone. Làm cái này là xám 4 luôn. Bị lắc. Thông cảm, công thức đó bị lắc. Cho nên công thức đó mới bị ngược. Giờ ta cất cái này vô. Đi xuống bên dưới. Té xuống. Chết hay là không? Cần gì phải làm khổ cực vậy? Vậy thôi. Xuống dưới. Ender pearl nhiều mà. Bây giờ ta để cái phần redstone dust lên trên kiến. Đi ngang qua đây. Dẫn vô trọng. Giờ ví dụ như mình có một cái phần điện năng ở đây. Mình gạt xuống. Nó vẫn chạy. À ha, như vậy chúng ta khóa lộn. Vỗ tay. Khóa lộn rồi. Phải khóa ngay chỗ này. Ngay chỗ này chứ. Khóa ngay chỗ này. Rồi. Vậy là khóa luôn nè. Hết chạy. Ai dạ. Khóa ngay chỗ đó mới khó nè. Tại vì ở đây nó vướng. Nó vướng một đống đồ luôn á. Ở bên này thì có thể dễ hơn chút. Tại vì chúng ta kéo đường điện ở đây, ta khóa lại ở đây một cái, khóa bên kia luôn. Ở bên này thì chúng ta vẫn còn chỗ. Chúng ta kéo ra đường ở đây. Chúng ta khóa cục này lại, khóa cục này lại. Rồi, cứ vậy làm tới thôi. Vậy bên kia đi đường vòng ha. Phải chạy đường vòng. Nếu không muốn chạy đường vòng cũng không được. Tại vì bây giờ nó phải đưa ra nó khóa ở đây trước. Và dướng chỗ này nếu chúng ta có điện năng trên đây là không có ổn. Nó chạy tùm lum luôn á. Cho nên phải đi vòng qua. Rồi đi vòng qua thì đập ra. Ở bên này đây. Khóa cục này.
thắp sáng. Đập này ra luôn đi. Thắp sáng bên trong lên. Ở đây mình chỉ mới kéo đường redstone trước thôi. Và chết chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Mọi chuyện sẽ mệt mỏi khi mà cái phần điện nó bị kích hoạt lên không đúng chỗ. Chúng ta sẽ kéo đường điện đi qua đây luôn. Rồi kéo xuống đây. Và cái redstone repeater đi thẳng vô trọng. Rồi bây giờ ví dụ như trên mình kích hoạt điện đi. Đủ không? Đủ. Rồi, tắt. Không chạy nữa. Nghĩa là khi chúng ta tới nơi này, chúng ta mở lên cho nó thu hoạch, nó đem lên. Rồi sau đó chúng ta đi khỏi đây á, thì ta phải tắt nó đi. Mấy cái đồ nó có sẵn không sao hết. Nó cứ despawn hay là nó biến mất thoải mái. Miễn sao chúng ta có thể giữ những cái xe ở trên đây. Vậy là ta phải đứng chờ một chút trước khi chúng ta rời khỏi nơi đây thôi. Không vấn đề gì hết. Nếu muốn ta có thể xuống dưới kiểm tra rồi đi lên lại. Chuyện đó không khó đối với mình. Chuyện đó là cái chuyện mà ta làm để đảm bảo là những cái xe không có còn bị đứng yên một chỗ nữa. Cái chuyện mà đứng yên một chỗ chúng ta xuống dưới xử lý mệt hơn là cái chuyện ta làm vậy nữa. Bây giờ ta sẽ cần phải kéo đường điện đi nè. Đường điện ở đây. Bên đó đi riêng. Bên này đi chung. Bên này đi chung thì bên đây sẽ được đập ra. Và đập làm sao để chúng ta đi xuyên qua bển luôn coi. Ở chỗ này đập ra luôn cho rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy được đường đi ở ngay tại đây luôn. Và đường điện này nó phải ra hai ô. Để mình né cái đường bên đó. Nói chung là phải né hết những cái gì có thể làm ảnh hưởng. Gì vậy? Rớt xuống làm gì? Mình không muốn nó làm ảnh hưởng đến chuyện chúng ta đang làm. Và nó sẽ vô trong đây. Chính xác. Nó sẽ vô trong này. Ra đây. Hai đường. Redstone repeater. Nó qua bên đây. Chúng ta mở rộng chỗ này ra. Rồi có sắt kia. Nhìn thôi. Giờ cũng không cần có lấy sắt lắm. Chúng ta sẽ kéo qua bên này luôn. Hệ thống điện tắt mở những cái xe đã được lắp đặt xong. Bây giờ chúng ta hãy nhìn. Nó sẽ có đầu bên đây, dẫn thẳng vô bên này. Tại vì chúng ta phải né chỗ cái khu vực bắn đồ ra. Và chỗ này phải cách một ô, nếu không nó sẽ kích hoạt cái đường điện lên thì cũng như không thôi. Bên đây cũng cách một ô. Và chỗ này đi xuống chia làm hai. Nó sẽ giải quyết hai bên đây. Và bên này cũng có. Chỗ này đi xuống, cái chia làm hai. Bây giờ chúng ta bắt đầu kích hoạt lên thử. Và nếu ai tin ý thì thấy là nãy giờ chưa có gắn một cái repeater nào hết trơn hết á. Thì làm sao nó chạy? Nó sẽ không đủ điện năng đâu. Là tại vì mình chưa có biết được chắc chắn chỗ này điện năng nó tới đâu. Cho nên chúng ta chưa có gắn thôi. Nhưng không phải là chúng ta không biết chuyện đó. Bây giờ ta đi coi. Chỗ này có thể tạm chấp nhận được. Qua bên đây thì nó quá yếu rồi. Yếu thì ta tăng nó lên. Tăng cường độ lên. Và xe bên kia sao vậy? Hết xí quách rồi hả? Ai chà. Chuyện trước mắt. Chúng ta đi ra coi cái xe nó làm gì vậy? Ôi, cố gắng lên. Nó đang lết. Điều này mình nghi ngờ. Nó là hai cái xe. Khi nó chạy nó đụng nhau. Mới ảnh hưởng tới có cái chuyện này xảy ra. Chắc vậy quá. Ôi, tăng tốc lên anh ơi, tăng tốc lên giùm em. Sao anh không tăng tốc lên? Những cái xe kia đều đã ngừng lại hết rồi. Là do mình bấm ngừng lại. Và nó không tăng tốc nổi. Hai cái xe nó chạy, cái khúc cua nó quẹo vô á. Nó cạ nhau. Thành ra bị như vậy. Chơi mà chơi cạ nhau là sao? Đi thì đi đi, còn cố gắng mà cạ quẹt gì nữa. Xuống dưới, thúc đẩy. Nó chạy đi rồi đó. Và chúng ta hãy mau ốp lại. Giờ cho nó chạy một vòng đi. Đi tới đâu cũng lượm được túi mật hết. Và nó quay về. Nó cất đồ. Và nó ở trỏng luôn. Nó không chạy ra nữa. Đồ thì được đưa lên. Nhưng nó không chạy ra nữa. Nghĩa là chúng ta đã hoàn thành được cái phần tắt mở rồi đó. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Không có gì cầu kỳ phức tạp hết. Và ăn một cái. Bây giờ xong cái phần này rồi.
Thì ta hãy cho nó chạy lần nữa coi. Chạy hết không? 5 chiếc cùng chạy. Tốt. Quá tuyệt vời luôn. Giờ ta có thể tắt nó đi. Nó chưa chạy về. Để nó chạy về đi. Rồi chạy về. Nhanh lên. Một chiếc đã về. Và mấy chiếc còn lại cũng đã tới. Ghê chưa? Và ở chỗ này ta bỏ vô cho nó bắn đi hết coi. Nhiều như vậy hả? Hết rồi đó. Bắn đi. Lên trên hết đi. Và ta làm sao dẫn được đường điện đây? Đường điện này cũng rất là đơn giản thôi, không có gì phức tạp hết. Chúng ta kéo qua chỗ này, cứ kéo đường điện trước đi. Lát hồi nó thiếu điện thì chúng ta mới bắt đầu gắn cái repeater vô. Và ngay tại đây, đường điện phải dẫn từ trên xuống, cho nên mình sẽ phải lên trển. Mình sẽ cần phải có một cái redstone lamp đặt ở khu vực trung tâm để chúng ta làm dấu. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa có redstone lamp, cho nên chúng ta sẽ làm cái kiểu này. Ở đây, khi mình gạt cầu dao một cái, nó kích hoạt cái đường điện ở phía bên dưới. Tốt. Redstone lamp cũng vậy thôi. Redstone lamp để chúng ta gạt lên một cái là biết, à, khu vực ở dưới đang chạy. Được rồi. Vậy là cái này nó sẽ tạm thời thay redstone lamp ha. Vậy chúng ta đập ra. Ê, mạnh tay quá. Và ta sẽ gắn cái này ở tại đây. Gắn cái này tại đây. Redstone torch ở một bên. Đây là cách dẫn đường điện đi xuống dưới. Và nó sẽ phải nằm ở đó. Rồi nó nằm ở ngay tại đây. Chật hẹp quá. Làm sao đây? Chật hẹp quá rồi. Chắc phải dọn chỗ này ra quá. Tại vì nó chật quá, thành ra chúng ta không đi xuống được. Mình đã xuống tới bên dưới. Và khi xuống tới dưới, cái khu vực này đang tắt hay đang mở, chúng ta sẽ cần phải xác định từ đây. Bây giờ trên đó mình không gạt cầu dao, nghĩa là chỗ này nó phải đang tắt. Chúng ta gạt xuống là mở, cho nên ta sẽ cần phải chỉnh lại cho đúng. Nó sẽ sáng cái redstone lamp lên, thì cái đó mới là mở. Giờ trên đó mình chưa kích hoạt gì hết. Bây giờ ta sẽ cần phải cho nó đi xuống thêm lần nữa. Nó đi xuống đây. Và nó sẽ có cái này ra. Nó vừa chớp một cái đó, các bạn thấy không? Giờ để mình biết được cái phần này nó mạnh tới đâu thì chúng ta phải đập bỏ cái phần redstone trên đó ra. Và ta sẽ tăng cho nó lên cường độ điện năng ngay tại đây. À, quá đẹp luôn. Nó sẽ xài luôn cái phần hồi nãy chúng ta gắn. Tuyệt vời. Và bên kia đủ không? Ê, bên kia. Hên quá, vẫn đủ. Qua tới đây, kích hoạt, tắt hết. Có cái xe nào lại không? Không thấy. Được rồi đó. Vậy là xong rồi đó. Câu chuyện nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và lên trên, chúng ta sẽ gắn cái này lên lại một cái, là ngay lập tức chỗ này nó được khóa lại. Mà khóa lại thì nó sẽ không có chạy nữa. Chúng ta cũng nên làm một con đường đi xuống đây luôn, để lỡ nhiều khi cần đi lên thì ta xài scaffolding đi. Lên nào, mau chóng đi sát mặt bên đây để ta có thể vô được. Vô. Hay quá. Cố gắng đã được đền đáp. Và scaffolding đâu? Scaffolding ở trên này có 59 cái. Là 59 tầng đó. Giờ ở trên đây, như mình nói là chỗ này thì chúng ta sẽ có được một cái redstone lamp. Cho nên ta phải đặt cái này lệch qua một bên đó ta. Đặt lệch qua một bên cũng được thôi. Lệch qua một bên, nhưng mà không được để cho nó lộ ra tới khi nào chúng ta đi xuống dưới. Phải cẩn thận mới được. Nguy hiểm quá. Một phát sẩy chân là té xuống liền luôn. Nó đâu có lên tới tầng cao dữ vậy đâu. Chắc là đụng mái rồi đó. Coi chừng bể kiến nha. Xây lên cao quá coi chừng đụng bể kiến á. Để lên trển một cái. Có bể kiến không đây? Chắc là đụng kiến ở trển rồi. Lên tới chưa? Lên tới chưa? Đang lên nè. Ủa? Chưa tới nữa. Chưa tới nữa. Cao dữ ta. Hết 59 cái luôn á. Có tới được cái khu vực trên cùng không?
ăn một cái coi. Ồ. Oh. Và vừa thiếu. Người ta là vừa đủ, còn cái này là vừa thiếu. Để mình ăn một cái. Nó lên nó còn thiếu một cái nữa. Thiệt tình luôn á. Thiếu đúng một cái. Giờ lấy đâu ra mà lắp vô đây? Chúng ta có cáp folding nào không? Tre trúc gì ở nhà hết rồi. Nhưng mà không vấn đề gì. Vậy là cũng tính ra là được rồi đó. Bây giờ chúng ta lên đây thì chịu khó thôi. Trước sau chúng ta cũng đập ra mà. Còn để mình phải quay về kìa. Mình mới làm cho nó đẹp được. Ở bên trong đó thì chúng ta cần phải thắp sáng. Ui 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 ui. Sao cứ thích phi thân vậy ta? Này là luyện tuyệt kỹ phi thân. Và bên trong này chúng ta cũng phải thắp sáng lên cái. Ở đó nó có mấy cái phần cradle cho nên rớt xuống ghê lắm. Và ta vô trong này ngủ luôn. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã lắp đặt hệ thống đường điện ở phía bên dưới để có thể tắt mở những cái đường ray xe lửa đang hút đồ ở đó. Và khi ta rời đi, ta cần phải tắt. Khi ta tới treo máy, ta mở nó lên. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!